chim biến non đây nha các bạn, nó sắp trưởng thành rồi. Dạ, cho nó không thấy. Nói nó đi, đẹp không? Đẹp. Mô tả nó đi. Giới thiệu đi, đừng có lắc qua lắc lại sẽ nó gớt. Nhưng mà nó đu con chứ. Thì Yến nó đu mà. Yến là tập tính nó đu, một chân nó rất là ngắn. À, cánh nó nè. Coi chừng nó bay. Như cánh đại bàng. Chân nó lông ngắn các bạn ha. Lông nó mượt. Nè, lông nó mịn. Vuốt xuôi đừng vuốt ngược. Lông nó mịn nè. Cánh nó bự nè. Kéo phải bay bây giờ. Mỏ nhọn. Sẽ có lông nữa. À, không chịu buông à. Đó, nó bay. Rồi nó bay mà. Bay vô rồi à, để bắt lại, bắt lại, bắt cho. Cho nó đậu đi, bao quay chỗ, chỗ đó chút. Nó đậu ngón tay con rồi. Rồi. Xong phim luôn. Nó lấy cái ghế. Lấy cái ghế thật rồi. Nằm đây à? Không lấy. Tí mở nó bay xuống rồi. Nó bay. Bay đáp trên đây. Giờ mình lên đây lấy nó, bắt nó xuống rồi. Xong rồi mình thả nó ra ha. Tại vì Yến nghĩ ngon á, nó căng tập bay. Đây nè, đậu đây nè ha. Bắt nó xuống nha. Rồi, mình sẽ thả nó ra các bạn ha. Buông. Buông. Các bạn thấy nó đeo ở tay mình ha. Cách nằm nè. Đeo đi, đừng có bay. Rồi, bay đi luôn rồi. Rồi, đậu trên cánh cửa. Rồi, lấy ghế bác bây giờ thả nó. Đừng, đừng. Thả nó hả? Lại lấy ghế thì bác thả nó, tội nghiệp nó con. Cho nó bay trong nhà một cái xuống lên. Bay nó mệt, nó chết á. Giờ thả ra cho nó sống.
tiền đâu gắn, nó có tiền gắn được chứ. Ủa đèn đó mất mấy triệu bạc đó. Đậu trên cái đèn chùm, cái chỗ gắn đèn chùm ở nhà các bạn ha. Yến nó đậu cũng vách tường luôn các bạn. Nó vô nhà rồi nó đậu vách tường luôn không. Quá độc đáo. Đậu dưới nhà nha, chứ mà trên nhà Yến nha. Đậu dưới nhà Yến bay vào nhà, đậu dưới nhà luôn. ngày 26 tháng 6 2019 tại trường cao đẳng sư phạm Kiên Giang, Yến xà xuống ruộng lúa ăn rầy. Rất nhiều yến các bạn, quanh khu vực này có nhiều chuồng yến, cho nên là chiều chiều là yến xà xuống sát ruộng để ăn rầy này các bạn. Sau lưng chỗ mình đứng là trường cao đẳng. Đây mình sẽ quay vô khu vực trường sư phạm cho các bạn xem hàng. Đây trước mặt cũng có hai cái nhà yến đang xây nè. Đây khu vực trường cao đẳng sư phạm. Rồi quay một vòng nữa các bạn.